Chào cả nhà nha. Hôm nay thì sáng mình tiếp tục lặn lội một cái hồ rất là rộng lớn. Đây mũi khoan của mình trước nè. Đây cần mình treo lên. Thì khoan đây cát chứ đất sỏi đó cả nhà. Đây xung quanh là cái biển Thái Bình Dương nè. Mình bơm lên đây đất sỏi trên này. Đây. Pha mình đâu đây thì anh em nó chạy xong hết thì mình sẽ bay lên cao cho cả nhà xem nha. Mình mới đặt máy vừa xong nên không có chia sẻ nhiều. Đó. Giờ mình sẽ anh em nó chạy mình sẽ quay lên cao cho cả nhà xem nè. Cả nhà bây giờ anh em nó máy bắt đầu hoạt động rồi nè. Trôi bớt rồi nè, con này sống dài mà không chết. Đây. Tại mình làm mình cứ cái hồ này chịu cái lục bệnh lắp đầy cho luôn. Có rất là nhiều bữa mình sẽ thuốc cỏ khu này rồi luôn mà nó giờ nó xanh ẻo lại nữa. Nãy giờ mình quay kênh cát quá trời, cát dưới sỏi bơm lâu quá. Cái này là cát bùn. Cát có đất sỏi. Vực bơm cận cảnh là xem luôn. Như chùa này nó trùng dắt hết kìa. Đi đúng tới đầu gối luôn rồi. Trời trời. Dạ. Tôi đi ra quay cho cả nhà xem mà. Đi đúng rồi. Dạ. 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 Hát lên luôn rồi. Dục. Ây dù. Thua. Đây rồi, chúng ta tới đây rồi. 2, 4, 7 tấc. Nó bơm khu vực này lên cao đó nè. Sỏi không? Sỏi với cát nâu. Quá. Bơm hết cái khu này. Bơm xong đi được, cát cái sỏi này cứ ngắt luôn. Cát cái sỏi này cứ ngắt luôn.
giờ anh em nối ống rồi đó cả nhà. Có đạp đó không? Đó, giờ anh em ngừng nói. Cái này đừng thùng nước khỏi nói không mà. Chạy thì cứ quá trời. Chạy như thác, cát nó trôi rồi. Nó chảy kìa. Xuống dưới kia quá trời. Cái mạnh lên cái. Đất này nổi lên trời nha, vừa tới đầu mình đi tới đó luôn nè, đó, đâu quẩn hết rồi, cát cái sỏi. Nhưng mà bơm nó hơi lâu lên, hơi đất hơi cứng. Nè, cả nhà thấy nhìn này, chói nắng nhìn đất sỏi này ghê hồn, sỏi với cát. Bãi này nhìn nó cao mình cả nhà, đó, ghê hồn chưa? Quá trời cát sỏi. Số lượng người khủng không?